Sở Y tế Đà Nẵng vừa có kế hoạch triển khai cách ly chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, người nhiễm COVID-19 phải đúng theo đối tượng áp dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, tiến triển nặng và tử vong. Địa điểm cách ly điều trị đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện thực tế tại thành phố. Người được cách ly chăm sóc điều trị và người ở cùng phải cam kết thực hiện đúng các quy định cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Khi người được cách ly vi phạm các quy định hoặc có dấu hiệu diễn tiến của bệnh phải được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19, F0 và người ở cùng được lấy mẫu xét nghiệm đúng chỉ định. Cán bộ y tế, các lực lượng chức năng kết nối chặt chẽ để giám sát, hỗ trợ thường xuyên người nhiễm COVID-19 và người ở cùng để xử lý các tình huống về sức khỏe và phòng tránh lây nhiễm.